Chương trình bài bài tập 2 tại vì đã giao bài nghe. Đây là chương trình mô phỏng theo chủ đề thì anh hướng dẫn này sẽ điều khiển hai đề là nút số 1 và đề nút số 2. Thì nút dẫn số 1 sẽ điều khiển 1, số 2 sẽ điều khiển 2. Và khi anh hướng dẫn 1 thì một sáng sau đó mở những nhân quân lưu lên thứ hai để hai mươi sáng, còn nếu ấn ra từ đầu ấn đến thứ hai thì đèn hai đèn sẽ không sáng. Ngược lại khi tắt thì cũng phải tắt đèn hai trước, và đây là cùng nhau, và nếu như là cùng nhau thì phải bấm cái này thì tất cả những cái thứ này nó sẽ hoạt động được. Thì đèn em sẽ ấn nút nhấn thì sẽ không có bất cứ đèn nào sáng hết, và bây giờ sẽ đóng switch lại nhưng vẫn đèn thì đèn một sẽ sáng, đèn hai thì sáng, và bấm lên một thì nó sẽ không tắt, và mình sẽ tắt đèn hai trước, bấm lên hai, bấm lên một, em bật đèn hai trước thì nó cũng sẽ không sáng, và em bật đèn một trước sẽ không sáng. Ok, sau đây là chương trình, đây là chương trình bài viết. Đầu tiên sẽ là khai báo, em có hai biến nhỏ, đó là đèn một và đèn hai. Đây là hai tiếng chạy cái. Đây là xem chương trình đầu tiên của là hướng dẫn 1. Thì em để hướng dẫn 1 chân là 2 hoặc A. Khi em bây giờ đến chương trình hướng dẫn 1 này thì em để chống dồi. Khi mà dẫn hướng dẫn 1 thì sẽ đi dây 10 dây. Sau đó thì đèn 1 sẽ đảo trạng thái. Nút nhấn thứ hai là nút nhấn hai thì đặt ở chân ba, khi ấn thì đèn hai sẽ đặt thoái. Đây là chương trình phong đèn thì sẽ có hai trường hợp xem sau đây là những câu hỏi với nhau, có thể xét ra là để một sáng trước để xét sau. Thì khi đề một có trạng thái không thì nó có thì cái đầu ra của đèn 1 là ở trạng thái 0 và đợi mình ấn ở số 1, đèn 2 thì lúc nào cũng 0, bởi vì khi đèn sẽ không bao giờ có trường hợp là đèn 2 sáng và đèn 1 không sáng. Đó. Sau đó thì L thì sẽ là nút nhấn 1 khi mà chân đèn 1 đã ở vị trí 1 sáng, tức là và đây là trường hợp khi tắt đèn 2 thì đèn một đèn sáng thì tắt đèn ta mình đã tắt đèn hai trước đó rồi, sau đó mình tắt đèn một thì mình bấm nút nhấn một. Và trường hợp ở trên đó, thì tức là chưa có đèn sáng hết, còn nút nhấn một thì đèn một sáng. Đây là trường hợp tắt đèn một. Đây là trường hợp mà đèn hai mươi một là đèn hai sáng, tức là hai đèn sáng hết, bất cứ ai phải sáng đèn hai mới sáng được, thì mình phải sáng đèn hai mới sáng được. Thì đèn nút nhấn hai thì bấm nút nhấn hai thì lúc có đèn một vẫn còn, đèn hai thì lại đây là nút nhấn khi đèn một đã bật và đèn hai tắt, thì cái đèn hai nó sẽ sáng và đèn hai cũng sáng. Và đây là trường hợp mà đèn hai tắt đèn hai. Đây là chương trình chính, chương trình là chương trình gọi một A đặt hai đèn là ở mức thấp, hai nhánh thì một đèn hai là đều bật không. Và đây là lệnh nếu mà cái chân bọc A7 này thì tức là ta sẽ kiểm tra cái này, nếu mà nó bọc 1 thì đèn mới không bắt đầu hoạt động, thì đây cái chương trình đèn mới bắt đầu hoạt động. Và nếu nó có bọc 1 eo thì tất cả cái thì hai là nó ra của hai đèn nó sẽ thấp, và